Chào tất cả mọi người. À, sáng ra thì mình có một cái niềm vui mà mình không thể không chia sẻ tới mọi người được. Chả là thế này, tức là tối hôm qua thì có một khách hàng muốn nhờ mình là xem có em nào thì giới thiệu để làm kế toán thuế ngoài giờ ấy. Thì mình có gửi một cái tin đấy cho cho bạn học viên. Thì đây là bạn nga nghịch ngợm các bạn nhá Facebook của bạn ấy là nga nghịch ngợm. Thì đây này hôm qua mình có gửi cái à tối hôm qua mình nhận được. Đấy, mình nhận được thì mình gửi cái tin này cho bạn ý. Mình bảo là gọi số điện thoại này để xem là người ta có nhu cầu làm kế toán thuế ngoài giờ đấy. Thì bạn ý... Thì nhân tiện đây thì mình mới hỏi bạn ấy là công việc của em tốt không? Đấy thì bạn ấy trả lời đây các bạn ạ. Công việc của em tốt lắm cô ạ. À. Từ ngày học xong của cô nó cứ thăng tiến thôi cô ạ. À. Giờ em làm một công ty chính với ba công ty ngoài nữa trung bình lương ngót nghét 40 triệu. Đấy, tháng cao điểm là 60 đến 80 triệu. Wow, các bạn thấy là có tin được không? Thật sự là lúc mình mình đọc mà mình cũng còn bảo là cô có đọc nhầm không đấy. Đấy, thế xong mà bạn ấy bảo là thật đấy cô ạ. À. Đây này, em cũng không tin vào con số đó. Đấy, chẳng biết nói gì cho đủ nhưng mà công sức của cô em không có từ nào diễn tả được ấy cô ạ. À. Đấy xong là mình thấy cũng cũng hơi ngạc nhiên thì mình hỏi bạn ấy là thế trước khi học cô thì em làm công việc gì thì bạn ấy bảo là em làm kế toán nhưng mà làm mảng nội bộ đấy chỉ lê ve nhập tí chứng từ thôi đấy nhưng sang bên này em làm kế toán thuế chính luôn tất cả giấy tờ phải dọn dẹp sổ sách xếp cho xếp từ lúc thành lập năm 2014 đến giờ xếp ưng lắm cô ạ à lại chuẩn bị lấy thêm một công ty nữa về cho em làm từ ngày uh, có em về sổ sách gọn gàng đâu vào đấy nên là sếp uh, giao hết quyền cho em luôn uh, xong là cô bảo cô vui quá đây uh, nhiều khi muốn nhắn tin khoe cô về mức lương nhưng em ngại <laughs> uh, nói chung là thực sự bản thân mình nhé mình là tự người tư vấn ấy hàng ngày mình cũng rất là muốn khoe các bạn học viên của mình đạt mức lương này đạt mức lương kia nhưng mà chỉ sợ mọi người không tin ấy mọi người bảo nói phét ấy đấy và đây tâm lý chung bạn này cũng thấy thế đạt mức lương cao quá thì sợ khoe ra mọi người không tin mọi người lại 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 nghĩ là thế nào đúng không đấy nên là hôm nay mình quay lại cái video này để mình cho các bạn thấy đây là người thật việc thật mình chỉ muốn gieo duyên để cho tất cả mọi người biết đến cái khóa học của mình Để những ai mà đang bế tắc thất nghiệp ấy Thì mình mong muốn là sẽ giúp cho họ sớm có công ăn việc làm Hay là các bạn kế toán mà đã đi làm lâu năm Nhưng mình thấy các bạn vẫn cứ loanh quanh Ở các cái vị trí kế toán phân hành, kế toán nội bộ Với cái mức thu nhập nói chung là rất là thấp Thì mình muốn giúp để cho các bạn thay đổi thôi thì đây là người thật việc thật đấy bạn ấy bảo là nay cô hỏi em mới dám khoe đấy đúng là học xong cô là em đổi đời nếu biết trước em đã học cô từ lâu rồi thì có khi em đổi đời lâu rồi <laughs> mình bảo là à, đâu phải muốn gặp là gặp được đâu Ai gặp ai vào thời điểm nào là đều có cái duyên mình nghĩ như thế thật đấy các bạn ạ Có nhiều bạn biết đến mình nhưng mà sau đó tìm hiểu uh, thấy mức học phí cao quá thì lại không học ở chỗ mình xong bắt đầu lại đi học chỗ này đi học chỗ kia Thế đến tận 3 năm sau bắt đầu quay lại đợt vừa rồi lại nhắn tin qua Zalo cho mình để tìm hiểu thì mình mới bảo rằng là cô tư vấn cho em lâu lắm rồi. Uh, hình như là cô tư vấn cho em cả trên Facebook fanpage rồi đấy Thì bạn ấy bảo là đúng thế Em tìm hiểu cách đây 3 năm Và em cũng thú thực với cô là em đi học 3 chỗ rồi Mà bây giờ em vẫn thấy là năng lực của mình nó vẫn chưa đâu vào đâu Xong bắt đầu mình hỏi thăm là Thế em đang làm ở cái vị trí nào thì vẫn là nội bộ thế mình mà thế nào mà em đi làm bao nhiêu năm thế xong lại đi học thế rồi mà giờ lại vẫn làm nội bộ là thế nào thì bạn ấy bảo đấy người ta dạy em có một bộ chứng từ thôi mà nói chung là đưa cho em cái bộ chứng từ đấy xong là em ngồi em làm không biết cái gì thì em hỏi thế nên là nói chung là không 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 đi không có được theo lộ trình giống như bên cô Đấy mãi từ ngày đến giờ em vẫn tiếp tục theo dõi cô Thì em thấy cô chia sẻ lên rất nhiều cái video mà em thấy Cái phương pháp của bên cô dạy nó khác hẳn ấy Đấy thế nên là đợt vừa rồi bạn ấy mới lại quyết định là đăng ký học đấy Thế nên là nói chung mình nghĩ là những cái giai đoạn đấy là bạn ấy phải còn phải thử thách Đấy, đến khi mà gặp mình rồi, các bạn học xong thành công như thế này rồi thì có nghĩa là các bạn đã phải đã trải qua được những cái giai đoạn thử thách đấy rồi. Thế nên là nói chung mình cũng không thể tiếc được, các bạn cũng không thể tiếc được. Hầu như bạn nào học mình xong cũng cứ bảo là tiếc không biết cô sớm ấy. Thế nhưng mà mình riêng qua quan điểm của mình thì mình vẫn nghĩ rằng là kể cả ai đó tìm hiểu mình mà không học thì đấy chẳng qua lúc đấy là duyên nó chưa tới. Thế còn như bây giờ là um, các bạn học xong mà phát triển được như thế này rồi là mình rất là mừng. Thì mình muốn xem xem là bạn các bạn sẽ theo dõi xem bạn ấy đăng ký học từ bao giờ và bạn ấy học bao nhiêu lâu nhé khi mà các bạn đăng ký học ấy thì nó có những cái thủ tục đây ví dụ như khi mà bạn ấy chuyển khoản xong thì bạn ấy gửi vào đây cho mình này thì mình sẽ xác nhận là nhận được hay chưa Đúng không? Đấy và sau đó thì mình yêu cầu Các bạn ấy cung cấp thông tin Thì bạn ấy cung cấp thông tin đây Thì bạn ấy đăng ký học là ngày 20 tháng 11 Năm 21 các bạn nhé Đấy Mình thử xuống xem đến ngày bao nhiêu Thì bạn ấy xin được việc Bạn ấy đăng ký từ 20 tháng 1 năm 21 À tháng 11 đúng không? Tháng 11 năm 21 À đây à, Đến 20 tháng 9 Đến 20 tháng 9 năm 22 thì bạn ấy khoe với mình đây. Đấy. Cô em à cô đỡ trưa, đây là hôm đấy mình đang ốm. Em cũng nhắn tin thông báo với cô để cô vui cùng em. Em đi phỏng vấn 4 chỗ thì một chỗ trả lương 13,5 triệu cộng phụ cấp ăn trưa này, một chỗ 15 triệu cộng phụ cấp ăn trưa này, một chỗ 14 triệu cộng phụ cấp ăn trưa này, cộng đóng bảo hiểm này đóng bảo hiểm 100%. Đấy. À một chỗ nữa là lương 14 triệu cũng đóng bảo hiểm 100% nhưng mà lại có thưởng dự án, công trình đây. Đấy. Thì bạn ấy chọn cái công ty thứ tư đây này, đấy. Đấy là nói chung là như vậy là bạn ấy học đăng ký học từ 20 tháng 11 mà đến thời điểm này là 20 tháng 9 bạn ấy khoe với mình đây thì nó rơi vào khoảng độ 10 tháng đúng không các bạn. Đấy thì là 10 tháng bạn ấy học tối các bạn nhá. Thì là học tối là bạn ấy học vào khoảng 10 tháng. Đấy và đến đây là cái 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 nhóm fan cô Quỳnh kế toán là những bạn học viên năm nay mới ra nghề đây này. Là mình đưa các bạn vào đây. Đấy thì hôm vừa rồi là bạn ấy cũng up lên đây Tức là đây là Zalo của bạn ấy Mình tư vấn cho bạn ấy là ngày 18 tháng 11 Năm 21 thì đến ngày 20 tháng 11 là bạn ấy đăng ký học Nhưng mà trên Zalo mình vẫn chưa đổi tên Thì bạn ấy tâm sự Nói chung là bạn ấy vào đây là bạn ấy nhắn nhủ tới các bạn khác đây này Mình cũng muốn chia sẻ với mọi người như này khi mọi người tham gia khóa học của cô Quỳnh thì chắc hẳn mọi người đã phải tìm hiểu kỹ về khóa học này rồi và mình cũng không ngoại lệ Đúng là tiền nào Đúng là tiền học phí của trung tâm cô đắt so với trung tâm khác nên đương nhiên đầu vào mọi người cũng phải đặt dấu hỏi vì sao mà trung tâm có thể đưa ra mức giá như vậy họ phải tự tin vào khả năng kinh nghiệm nguồn kiến thức mà họ trao truyền cho tất cả học viên. Bản thân mình là người mới học xong khóa học của cô vào tháng 7 năm 22. Như vậy là bạn ấy học xong vào tháng 7, thì đến tháng 9 là bạn xin được việc. Có thể là thử việc rồi đấy. Thử việc từ tháng 7 xong đến tháng 9 là bạn mới khoe với mình đấy. À, khi lĩnh hội xong khóa học, mình thấy kiến thức của cô còn giá trị gấp rất nhiều lần như thế. Đấy, chỉ một tháng sau khi hoàn thành khóa học, Uh, chuyển đổi công việc sang công ty mới mình đã kiếm được gấp đôi số tiền bỏ ra để học đấy uh, học bên cô mình không chỉ học được thêm nhiều kiến thức đây tóm lại là những cái lời tâm sự bụng bạch của bạn ấy thì dài lắm nhưng mà mình muốn chốt lại là đấy bằng người thật việc thật thì mình rất là muốn cho các bạn thấy rằng là đây là một trong những học viên của mình mà khi ra là các bạn đã bứt phá thu nhập gấp rất là nhiều lần so với thu nhập trước khi vào học. Như bạn này là bạn ấy làm ở vị trí kế toán nội bộ và mức lương mà bạn ấy đến với mình là mới có hơn 7 triệu thôi. Thế mà đến bây giờ học xong các bạn thấy rằng là thu nhập như thế, nếu mà bây giờ mà mình tự nói ra thì chắc là mọi người không không tin đúng không? Đấy nhưng mà đây nó là sự thật và không phải một trường hợp này đâu các bạn ạ. Như hôm trước mình cũng có một cái video mình quay một em học ở cơ sở 2 của mình đấy em ấy cũng xin được mức lương em ấy vào xin được vào công ty nước ngoài và em ấy cũng xin được mức lương khởi điểm là 36 triệu mà trường hợp của bạn ý là gần như là bỏ nghề hơn chục năm nay rồi đấy cái video mà của cái bạn ở Hà Tĩnh ấy mà bạn ấy um, hoàn cảnh khó khăn đấy, gia đình nợ nan nhiều uh, vì làm ăn vợ chồng vợ chồng vay để mở hàng, mở quán đi thuê ở tận Bình Dương để mở hàng quán. Thế xong bắt đầu đầu tư, xong bắt đầu dịch giả lại không làm ăn được. Thế là cuối cùng lại mất đi một số vốn, xong bắt đầu về quê. Đấy, về quê thì nói chung chồng lo cho chồng đi xuất khẩu lao động cũng mất một số tiền. Thế đến với mình là gần như bạn ấy bảo là bế tắc nợ mấy tỷ mà ở nhà, nợ mấy tỷ. Thế mà tiền học của cô là em cũng phải đi vay mấy chỗ mới đủ. Đấy, thế mà cuối cùng bạn ấy quyết tâm, bạn ấy đã thành công được, bạn ấy ra, bạn ấy xin được mức lương như thế và bây giờ thì từ cái hôm mà bạn học xong đến giờ ấy, bạn ấy được đi nước ngoài mấy mấy nước rồi đấy. Thì thật sự những cái trường hợp như thế mình thấy là các bạn ấy đã đổi đời đúng không? Đấy thế nên là mình rất là muốn tất cả những bạn nào mà còn đang không có công ăn việc làm ấy thì các bạn cố gắng là dành thời gian tìm hiểu hay là các bạn nào mà đã đi làm kế toán lâu năm mà các bạn chưa làm được kế toán tổng hợp chưa làm được kế toán thuế ngoài giờ ấy, nếu mà các bạn vẫn cứ chỉ là lanh quanh kế toán phần hành thì mình khuyên các bạn là nên học đi học để các bạn được làm kế toán tổng hợp kế toán thuế ấy, thì công việc nó mới chuyên trách lương nó mới cao đúng không và các bạn mà chỉ đi làm cố định ở một công ty thì thu nhập nó cũng không thể cao được nếu mà con của các bạn lớn rồi mà các bạn rảnh rang thời gian ấy thì các bạn nên nên nhận làm thêm hay là học của mình xong thì các bạn có thể chỉ là ừ, nhận những cái vụ việc xử lý sự vụ thôi là các bạn cũng có thêm tiền rồi hay là có những bạn thì tư vấn thuế cho các doanh nghiệp ấy, thì một tháng các bạn cũng ví dụ như mình nhận một công ty uh, 1-2 triệu để tư vấn cho các bạn kế toán hay là tư vấn những cái vấn đề người ta vướng mắc thôi. Đấy là các các công ty nhỏ nhá, còn các cái công ty lớn thậm chí là như có một em của mình nhận tư vấn mà được 11 triệu một tháng cơ thì nói chung là nhiều những cái trường hợp mà um, nếu mà mình nói ra mà các bạn không nhìn được đấy là người thật việc thật thì có khi các bạn nghĩ rằng mình PR nhưng mà mình không có PR đâu. Dần dần mình sẽ um, quay các cái video những cái trường hợp đấy để cho các bạn nhìn thấy rõ ràng đấy là người thật việc thật đấy và mình rất là muốn các bạn hãy bớt chút thời gian tìm hiểu nói chung là chưa cần đăng ký ngay cũng được nhưng mà các bạn cứ tìm hiểu khi mà các bạn tìm hiểu nếu các bạn thấy đây là giải pháp cho mình thì các bạn nên đăng ký học sớm các bạn học sớm thì các bạn sẽ ổn định công việc sớm và thành công sớm các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo